làm chưa? Mình là đứa trẻ ngoan nhất. Không, mình là đứa trẻ ngoan nhất. Dừng lại, dừng lại. Bây giờ mình sẽ dùng bảng thưởng. Bây giờ các con làm danh sách này, bố sẽ cho con thưởng. Trông con đẹp quá. Nhưng mà nó không cho hàng ngày. Nó chỉ cho bơi thôi. Chờ chút nhé. Cái này nó tốt hơn. Tự mặc đồ. Ta-da! Quá dễ luôn. Tốt lắm. Không, không, không. Nó làm sai rồi. Mình thích dọn phòng. Phòng của mình sạch rồi. Mình muốn ăn. Mình thích bánh sừng bò. Mình thích học bài tập về nhà, chắc để ngày mai nha. Trai nè, đi nói cho anh đi.
Roma, con giúp bố với.